Vì sao nên tránh xa cà phê sau khi uống rượu? Không uống rượu bia nếu lái xe, khi mang thai và dùng một số loại thuốc. Bên cạnh đó cũng không nên uống rượu với nước ngọt có ga và cà phê vì có thể làm tăng hiệu ứng say rượu. Nguyên nhân là do rượu là một chất ức chế làm chậm hoạt động của não và làm suy yếu khả năng đi lại, giao tiếp và suy nghĩ. Caffeine là chất kích thích làm tăng huyết áp, nhịp tim và trong một số trường hợp gây nhịp tim đập nhanh và nhịp tim không đều. Caffeine có thể gây bồn chồn, kích động. Nếu sử dụng caffeine để tỉnh táo khi uống rượu là một sai lầm. Bởi uống đồng thời rượu và caffeine không có sự trung hòa giữa chất ức chế và chất kích thích. Ngược lại, nó làm tăng nguy cơ cho sức khỏe do mắc hội chứng sốc độc tố, chuyên gia dinh dưỡng lưu ý. Ngoài ra, Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai cũng khuyến cáo không uống nhiều loại rượu, bia cùng lúc vì mỗi loại có thành phần và liều lượng cồn ethanol khác nhau. Khi uống lẫn lộn khiến gan quá tải, sẽ dễ bị say, ngộ độc rượu vì phần lớn rượu khi vào cơ thể được chuyển hóa tại gan.